ông mời cô chú ăn với con đi. Ông mời cô chú ơi, con ăn cơm với canh nè, canh cải bẹ xanh nè. Ngon, ăn từ từ thôi, coi chừng đổ đó. Ừ, ăn từ từ thôi, coi chừng đổ nha. Ừ. Giỏi quá, quá giỏi luôn. Giỏi quá cha. Ừ, ăn từ từ thôi, ừ, mom mới canh. Ôi trời, giỏi quá, trời. Ừ, ôi trời, giỏi quá trời ơi. Ăn canh đã luôn nè, mà cô chú ơi, em ăn canh giỏi lắm. Ngon không? Ừ. Ủa nóng rồi, ôi xui, ôi đã quá ta, ngon quá ta. Ngon quá dạ. Hả? Ôi, ăn ngon lành luôn rồi. Ăn canh cải bẹ xanh không bà cô chú ơi? Có ai ăn cải bẹ xanh nó đắng không? Đây ha, khoái lắm. Ôi trời trời trời, có chữ nghe, dừng nóng nghe. Giỏi quá ta. Ừ. Em dắt nào đây? Đi không mẹ. Dắt đi. Trời ơi. Ơi ơi, nó đi về rồi xong rồi nó ở trong xe. Dạ. Đi vô. Đi vô ăn cơm nè. Nó đi chợ về nó không chịu vô nhà luôn bà chú ơi. Hả? Nó ngày nào nó cũng đòi đi ra ngoài đường hết á. Có không? Có thơ không? Có thơ không hả? Có thơ không? Có thơ không? Lấy thơ cho mẹ coi. Hả? Đi vô nè, đi vô lẻ, đi vô ăn cơm xong rồi ha, cho anh Doanh đi đáp anh kìa. Ơi ơi, đi lê về không chịu vô nhà. Không chịu vô nhà, không chịu vô nhà. Ôi ui, cái chân này chân đi hay gì, tối ngày có đi ở ngoài đường không ha? Mày khu xuống. À, ba mà thường, hồi ba không cho con đi hả? À? À, đi vô ăn cơm xong mẹ dắt đi chơi. Không chịu hả? Không chịu ha? Không chịu. Không chịu. Đi, đi vô. Món ăn đơn giản cải bẹ xanh, nấu canh và các thịt kho tiêu và cá xiên. Xin chào cả nhà, mời cả nhà ăn cơm với nhà mình nha. Doanh bữa nay đá banh tới 2 trận. Nè, chút rồi. Chưa đá banh xong rồi bây giờ ăn mẹ đẻ rồi xong rồi ha là ha đi đá thêm chặt nữa không bầu chú ơi. Bữa nay đã tới 2 cặp luôn. Ôi. Ăn cái nào đẹp. Canh cải bẹ xanh rất là ngon. Thịt kho tiêu. Ôi ôi. Em dắt cặp bánh mì ông bầu chú ơi ăn bánh mì á. Canh ngon á. Thịt kho tiêu cũng ngon. Cái canh này em cho nó ăn đẹp. Nó chan canh nó ăn hút đẹp đẹp không mà. Ôi hưng vậy. Nè. Nóng chứ hưng đi. Giỏi quá trời. Dạ viên tôi vào rất sệt. Cá gì vậy? Dạ. Cá. Ăn đi, ăn đi. Nhắc không ăn hả? Dùng hết trên cháu hoài nhớ nhau con nè. Đúng mà. Ơ. Ăn gì hấu à? Đúng mà. Bánh nè hả? Ngon à hả? Giờ lấy là giặt nè sân ốt thì là. Ừ, thật thật đừng có. Giờ là mặc cầm. Nè, cho phụ bà phụ bì Oh yes, get a little bit of that. Huh? So, here we go, and then that got here. Man. Hey, bro. Hmm? I try to make it so long, look how. Hmm. Hmm. Coffee vô nè, cũng ngon. Chị hai hút canh vô nha, chị hai. Sao vậy? Mà chưa hốt canh làm gì vậy? Nhìn tôi lạnh tôi hết hồn nha.
Dạ, nhìn mẹ, mẹ sợ nha. Trời, thịt ra cặp xương. Ta. Bọn này về rồi đó. Xương. À, xương. Delicious. Wow. Thật cái ếch tế luôn à. Đi nó ổn rồi. Cá nó có trứng rồi. Trứng cái bụng đó. Mang cá hả? Em dắt ăn cái gì? Em dắt mua ăn cái gì? Cái này hả? Ba ăn không được đâu. Cho ba miếng cá này. Dinh cá nữa không? Không. Canh nữa đi con. Ngon, canh dễ vệ sinh ngon. Không nữa, không canh nữa. Cầm miếng xương nè. Cầm nè. Do nằm nhất. Do bữa nay giỏi nhất. Do nó chỉ ăn canh nha. Tại do nó đi, tại do nó canh nhiều. Cho ăn canh. Cho xíu nè. Ăn gì đã giỏi á. Họ yên mới được dùng lâm là đẹp. Đây dạc lâm là đẹp. Cái dĩa vô rồi đó để ăn rồi cái kia là mẹ phân ra bỏ túi đá nha. Nhiều quá ăn đâu có hết, để nó hồi nó hư á. Phân bỏ túi đá để cho nó với chị hai muốn dầm sữa dầm. Không. Không có làm gì. Dạ. Mua dĩa luộc rồi. Để gì ăn không, ăn không kịp. Nó nhiều quá. Gì vậy mấy? Dê mấy? Dê à? Hả? Tiến trên sân. À chú. Do sốt kế lít á. Ừ. Ủa dê cho họ. Sốt bạc à? Kế lít á. Ê. Em bơi dê hòn đi. Ôi. Dân ơi, phá dân. Dạ cũng có. Mình phá rồi, nó cầm đường nữa, hồi rất tùm lum á. Cá ăn nhiều nhiều không? Chị hai ăn nữa không? Mình tranh thủ làm cho mấy đứa nhỏ ăn cá thì để ăn. Chị hai mẹ để đây nè. Miếng thịt kìa. Muốn chị ăn. Mà cuối cùng con cá cũng ăn cái nửa con nữa. Nãy giờ ăn trái cây không no cả nhà. Ăn dâu, ăn xoài. Hai cha con tranh thủ. No no. Jag ska låta när jag ser dig.
lửa cho em nữa, em nãy nó ăn nhiều rồi, nó không có ăn nữa. Thôi hả? Dạ. Giờ nãy cái áo lá banh đâu, khoe ông bà cô chú hả? Cho ông bà cô chú coi hả? Lấy cái áo này cho ông bà cô chú coi để đó. Không. Thôi hả? Cho ông bà cô chú coi đẹp không? Xấu. Làm gì lắm. Đâu phải lá mà không. Dán lá thua đó thắng. Hả? Dán lá thua đó thắng. Chơi nhiều. Chơi nhiều. À, chơi hết tuần này là Miss Sa Mạ là nghỉ luôn rồi cả nhà. Hai cái nữa anh xong mất rồi. Ừ. Mai xong rồi. Mai xong rồi tới thứ năm nữa là nghỉ ha. Thứ sáu người ta để Miss Sa Mạ rồi. Thứ sáu ba cũng làm gì. Thứ sáu ngày đỏ cả nhà. Số ủa anh quên sao đây? Ừ, số. Giờ ăn hết cái đống này là sợ luôn á. Ha. Số. Bỏ đi tao. Này cứ để phụt đi. Ừ. Quên đâu luôn đi tao. Để hơi để phụt đi. Honda Party à? Honda 50, har du duken då då? Ah. Honda 70, den Honda 50. Ja, Honda 40, den Honda. Cháu đó là ha, ba nó đăng ký cái khóa mà ha, lá trong vòng mấy ngày đó là được cái áo đó cả nhà, 300 á. Khóa nó 300 á, đá trong vòng 3-4 ngày vậy đó. Ngày nào cũng đá. Cho nên ta phát được cái áo đó. Nha, video ăn tới đây thôi, chào tạm biệt bà chú đi con. Bà chú thằng con nhắn nhắc chuyện bà chú thì sẽ like cho con nhắn nhắc cái không bà chú. Video hết sẽ quay tới đây thôi cả nhà ơi. Món ăn nhanh gọn đẹp nhưng mà rất là ngon. Chào tạm biệt cả nhà, hẹn ông bà cô chú vào đi xa. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Dắt.